Sáng nay sẽ có một trận chiến liên quan đến vận mệnh của tứ gia. Trận chiến của Thanh Thiên Trại chủ Ân Thừa Phong. Tâm trạng của Ân Thừa Phong lúc nào cũng rất tự tin và hăng hái. Vì chàng hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của mình. Nhưng khác với lần trước, lần này Lam Nguyên Sơn lại đến muộn. Đã quá nửa canh giờ, Ân Thừa Phong không khỏi hồ nghi đây có phải là chiến lược của đối phương không? Lam Nguyên Sơn vẫn chưa xuất hiện. Ngược lại Chu Bá Vũ lại đến để xem trận chiến. Lúc này chàng vẫn im lặng với cặp mắt vô thần không còn phong thái như ngày xưa. Chàng lại có cảm giác hổ thẹn hối hận. Ân Thừa Phong bắt đầu nôn nóng. Hừ, Lam Nguyên Sơn ngươi định giở trò gì? Trong chàng tựa hồ như ẩn tàng một áp lực lo lắng, chuyện gì thế này? Trên đường gặp chút trở ngại, xin lỗi vì để huynh chờ lâu. Nếu đây là chiến lược thì các hạ hoài công vô ích rồi, vì đến sớm hay muộn thì kết quả vẫn thế, các hạ vẫn bại trận. Thấy Lam Nguyên Sơn, Ân Thừa Phong vội gạt bỏ những tạp niệm ra khỏi đầu. Dù chàng có tự phụ đến thế nào thì vẫn không thể coi thường đối thủ trước mặt, nếu không mình cũng sẽ giống như Chu Bá Vũ. Ân Huy có vẻ rất tự tin, trận này lấy Tây Trấn và Nam Trại ra để đánh cược không? Không được. Huynh sợ à? Ý của ta là người thắng sẽ được cả hai. Ta lấy Nam Trại Đông Bảo cược với Tây Trấn Bắc Thành của ngươi, ai thắng sẽ đứng đầu tứ gia. Áp lực của Ân Thừa Phong hóa ra là sự cá cược này. Ai ngờ được nơi này lại trở nên rộng lớn thế này. Tất cả đều là tâm huyết của sư phụ. Ân huynh. Tam bổ đầu, nếu muốn khuyên tôi không đấu thì rút lại lời nói đi. Trên giang hồ không ai là bạn hay thù vĩnh viễn. Vết nứt đã xuất hiện ở tứ gia thì không thể nào mà sửa được nữa. Vinh nhục cá nhân tôi không tính đến, nhưng còn danh dự của Nam Trại và gia sư tôi không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa tôi còn phải vì Chu huynh nữa. Tôi biết không thể khuyên huynh, vì vậy chỉ muốn nói Chu Bá Vũ có vẻ cổ quái. Trong một đêm mất tất cả, nếu là huynh thì huynh cũng giống như vậy thôi. Huynh ấy không kể gì về trận đấu, còn dặn huynh là phải đem theo người đặc biệt là Ngũ Cô Nương theo cùng. Huynh không thấy lạ sao? Để Ân Thừa Phong không bị sập bẫy, Chu Bá Vũ thì có chỗ khó nói, nhưng vẫn lên tiếng nhắc nhở Ân Thừa Phong. Đúng là lạ thật, nhưng có lẽ do thất bại nên mất tinh thần, nói năng linh tinh. Nhưng nếu là thế thì... Cút, ai dám cản đường ta thì đừng có trách. Truy mệnh, số bổ khoái ngươi ở đâu, mau ra đây. Lão Hoàng ông ấy phát điên à? Cuối cùng ta cũng tìm ra ngươi, hừ, đừng hòng bỏ trốn. Bỏ trốn, tại sao chứ? Bộ khoái, mau trả mạng Tiểu Diệp lại đây. Liệt ma tích lịch thủ. Hả, Diệp Chu Nhan sao lại chết? Thập trượng Hoàng Lăng, hồi luân chiến thuẫn. Hoàng thúc thúc, có gì từ từ nói, đừng động thủ. Tích lịch thủ quả là lợi hại. Vì quá tức giận nên bệnh tim của Hoàng Thiên Tinh lại tái phát. Lão Hoàng, hãy nói là có chuyện gì trước đã, rồi có muốn đánh nắng gì Truy Mệnh cũng chịu. Truy Mệnh quen biết mới Hoàng Thiên Tinh đã lâu nên rất hiểu tính không ta. Nói cho cùng Tiểu Diệp cũng là do ngươi gián tiếp hại chết, nếu ngươi không nói nổi trong 7 ngày sẽ bắt được dâm tặc và ta không dừng việc truy bắt hung thủ lại, Tiểu Diệp sẽ không một mình chiến đấu, không chết thảm dưới tay dâm tặc. Diệp chấp sự bị dâm tặc giết. Đúng xương ngực nát vụn, chết không nhắm mắt. Dâm tặc sẽ không vô duyên vô cớ đối phó với Diệp chấp sự, trừ khi huynh ấy có giữ một bí mật quan trọng. Ta đến đây cũng vì mục đích đó. Mảnh vải này. Thi thể của Tiểu Diệp được tìm thấy ở sau núi, trong tay Tiểu Diệp vẫn còn cầm chắc mảnh vải này. Mảnh vải này chắc chắn là trên người của tên dâm tặc, nếu tôi mà gặp hắn thì tôi sẽ băm vằm hắn ra. Có trời mới biết mảnh vải này chứa đựng điều gì, ta chỉ biết số bổ đầu ngươi phải báo thù cho Tiểu Diệp. Hoàng Thiên Tinh bắt đầu bình tĩnh lại, mặt lão xuất hiện vẻ tiều tụy, ông ấy già thật rồi. Yên tâm, tôi sẽ đòi lại công đạo cho Diệp chấp sự. Thừa Phong, con sẽ đấu với Lam Nguyên Sơn à? Điệp Nhi không dám giấu, đúng là có chuyện này. Ta sớm đã không còn tỏa sáng ở Đông Bảo nữa. Giờ toàn bộ gia sản này giao lại cho người nắm giữ. Sao, Điệp Nhi làm sao mà dám tiếp nhận? Người không có quyền từ chối, cũng không có đất để chiến bại.
Nếu không tâm huyết của ta và sư phụ ngươi đều rơi vào tay kẻ khác, Đồng Bảo Nam Trại sẽ tiêu tan. Lam Nguyên Sơn có gan tiếp nhận sự cá cược này không? Đồ tham lam, chỉ sợ ít chứ không sợ nhiều. Viễn Dương Thần Công, Nhất Ngôn Vị Định, người đứng đầu còn phải xem là ta hay là ngươi. Thập Trượng Hoàng Lăng, bắt đầu thôi. Đại Phong Vân Thủ, hừ. Thúc Nhuệ Thành Kiếm, Phong Vân Tề Hội. Hảo tiểu tử, tốc độ còn nhanh hơn Chu Bá Vũ một bậc. Nội lực hùng hậu, chả trách Chu huynh cũng bại dưới tay hắn. Phong Quyền Tàn Vân, đâu có dễ chuồn vậy. Quay lại, Bài Vân Ngự Phong, Tập Kình Vi Thương. Ân Thừa Phong đấu ngang ngửa với Lam Nguyên Sơn chứng tỏ năng lực cao hơn Chu Bá Vũ. Không ngờ thập trượng hoàng lăng của hắn lại lợi hại đến thế. Ân Thừa Phong ngoài việc ra tay cực nhanh còn có món binh khí lợi hại, Lam Nguyên Sơn giật mình tỉnh mộng có quá muộn không? Nội lực uy mãnh của tên này quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu trúng trường thì dù không chết cũng bị thương. Cùng lúc đó Thừa Phong thầm bội phục nội lực của Lam Nguyên Sơn. Nhưng vì trọng trách nên chàng loại bỏ hết tạp niệm để giữ quyết tâm. Như Hoàng Thiên Tinh đã nói, Ân Thừa Phong đã không còn đất để chiến bại. Dù nội lực của hắn có thâm hậu đến đâu thì người chiến thắng vẫn là ta. Vì ta không thể thất bại. Trưởng và nội lực của Lam Nguyên Sơn đủ để dương danh với giang hồ, nhưng khả năng lớn nhất là cả hai đều thiệt. Hừ, Ẩn Kiếm Mai Danh, Đại Phong Vân Thủ, tiểu tử đó đâu rồi? Trúng kế, Thập Trượng Hoàng Lăng, ta thắng rồi. Lạ thật, lẽ ra Lam Nguyên Sơn phải lường trước được thực lực của Thừa Phong chứ, sao lại lúng túng như vậy? Rốt cuộc chiêu cuối cùng của hắn là gì? Muội yên tâm, ta sẽ hái một đóa hoa đầu tiên ngay khi chiến thắng đem về tặng muội. Muội biết huynh nhất định sẽ thắng, vì Thừa Phong là người đàn ông bản lĩnh nhất, vì vậy huynh mới yêu người phụ nữ đẹp nhất là muội. Ta biết người tự khen mình mà không đỏ mặt, rõ ràng muội là người dày mặt nhất thế gian. Hãy hứa với muội là dù thắng hay thua cũng bình an trở về. Ngày mai muội sẽ tiễn huynh, huynh chưa về là muội không ăn cơm, không nghỉ ngơi, nếu không muốn muội chết thì phải sống mà trở về đó nha. Thái Vân, Thái Vân, tại sao sáng nay vẫn không thấy nàng, nàng đã đi đâu? Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì, nếu không chiến thắng này sẽ là vô nghĩa. Thái Vân mất tích, chả trách trước trận đấu Thừa Phong chợt cảm thấy uất kỳ lạ. Khoảnh khắc phân tâm trong trận đấu cũng đủ để đối phương lật ngược tình thế. Sao lại thế? Tại sao Thừa Phong lại bỗng dưng ngẩn ngơ như thế? Chỉ cần bồi thêm một trường là đại cục sẽ được định đoạt. Trong lúc đó ở một nơi khác, dâm tặc lại là hắn, đáng ghét, phải mau đến nhân chỉ quan ngăn chặn tên dâm tặc. Theo tin báo của Vô Tình, Truy Mệnh lập tức đến đại chiến, không biết chàng có đến kịp không? Ân Thừa Phong nhất thời sơ suất nên rơi vào hiểm nguy. Chỉ cần thắng hắn ta là ta đã thành tâm nguyện của tiên nhi. Vây giết Lam Nguyên Sơn. Công lực của Lam Nguyên Sơn thâm sâu khó dò. Chúc mừng chấn chủ, mọi chuyện đều tốt, công lực cũng tăng hơn trước. Tiên nhi không biết võ công mà cũng nhận ra được ư, không phải để làm ta vui đấy chứ. Nếu chỉ vì mấy lời nói mà làm chàng vui thì thiếp xin được nói suốt ngày, có điều thiếp biết dù có nói hay đến đâu thì cũng không làm chàng vui thật sự. Nương tử, ta được cưới nàng làm vợ đã là chuyện duy nhất đời ta rồi, còn gì đáng nói nữa. Chính vì vậy mà thiếp mới hiểu được tâm sự của chàng, phu quân của thiếp là người có chi khí, có năng lực nhất thiên hạ. Chỉ làm chủ Tây Trấn làm sao có thể thỏa mãn hứng tâm của chàng. Với bản lĩnh của chàng dù không thành võ lâm minh chủ thì cũng là thống lãnh tứ gia. Không, tứ gia là đồng minh mấy mươi năm nay, ta không thể phá hoại mối quan hệ này, tiên nhi đừng cho người ngoài biết chuyện này sẽ sinh hiểu lầm. Phu quân của thiếp trở thành ngụy quân từ lúc nào vậy? Tiên nhi nàng, thiếp nghe chàng nói tứ đại gia đã ly tan, chuyện tan rã đã là sớm hay muộn mà thôi. So với việc nhìn nó tan rã, tại sao không nhân cơ hội này mà thống nhất luôn, chuyện này có lợi nhiều hơn có hại. Nhưng nếu ta bại nàng có thể sẽ mất tất cả. Thiếp chỉ muốn một phu quân vui vẻ không sợ gì cả, cho thiếp một địa vị và cái hơn hết là đạt thành tâm nguyện của thiếp,
phu quân chàng có làm được không? Hoàng Thiên Tinh không đáng sợ, chỉ còn Ân Thừa Phong, tiên nhi nàng sắp thành phu nhân của tứ đại gia rồi. Con người dù có mạnh đến đâu thì vẫn có nhược điểm, nhược điểm của Lam Nguyên Sơn là tình yêu dành cho vợ. Một người thân tình như thế mà có thể dâng vợ mình cho kẻ khác ư, trừ khi Hoắc Ngân Tiên yêu phu quân đến mức không tiếc cả thân mình. Người kịp thời ra tay là bảo chủ Đông Bảo, Hoàng Thiên Tinh. Hoàng thúc thúc, lão quỷ háo sắc, ngươi có ý gì, biết đại thể đã mất nên liên thủ để tấn công ta à, bỉ ổi. Nói đến bỉ ổi lão tử ta sao bì kịp với ngươi. Bên ngoài thì đạo mạo uy phong nhưng lại ngấm ngầm làm chuyện bậy bạ hãm hại con gái nhà lành, ngươi chính là tên dâm tặc. Cái gì? Ngậm máu phun người, muốn vu cáo người khác thì phải có chứng cứ. Lời truy mệnh là chứng cứ. Lão Hoàng làm gì mà buồn dữ vậy? Chậc, đầu tiên là mất thiếp giờ lại đến hai tùy tùng thân tín cũng mất luôn, còn lòng dạ đâu mà uống được. Số bổ khoái, rốt cuộc là ngươi có manh mối gì không? Yên tâm, tôi tuy uống nhiều rượu nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, trong lòng đã có một số manh mối. Dâm tặc là ai? Vẫn chưa có chứng cứ nhưng tôi cho rằng Lam Nguyên Sơn là nghi vấn số một. Tiểu tử họ Lam đó là dâm tặc, không thể nào. Tôi đã từng đấu với dâm tặc mới phát giác người này thoái công tuy lợi hại nhưng bản lĩnh thực sự lại ở hai tay, nội công lại thâm hậu. Bản lĩnh của Lam Nguyên Sơn là Viễn Dương Công và Đại Phong Vân Thủ. Ngoài ra mảnh vải trong tay Diệp Chu Nhan không nhất định là từ hung thủ mà chỉ muốn chúng ta liên tưởng đến tên họ của hung thủ. Lam. Trên giang hồ người phù hợp với hai điểm này chỉ có một. Vẫn là sự suy đoán của truy mệnh, đâu phải là chứng cứ. Tao đã mang đến đây một tội chứng rồi. Đứa con gái đáng thương này đã cắn lưỡi tự vẫn, trước khi chết còn lén dùng móng tay rạch lên đùi một chữ. Một cảm giác bất an khủng khiếp dâng lên trong lòng Thừa Phong. Anh ta nhanh chóng lao đến. Sững sờ sửng sốt, người con gái bị hại là Ngũ Thái Vân. Một thi thể lạnh ngắt và nhiều vết thương, có thể biết trước khi chết nàng đã bị lăng nhục và phải chịu giày vò tàn khốc. Sững sờ vì người mình yêu thương nhất của mình đã chết, Thừa Phong như rơi vào băng tuyết, khắp người và trái tim đều lạnh toát. Lạnh đến mức muốn khóc cũng không khóc được. Thuộc hạ bất tài. Sáng nay tìm thấy Ngũ cô nương thì cô ấy đã chết rồi. Ta chỉ muốn biết trên chân nàng khắc chữ gì. Một chữ Tây. Hãy hứa với muội là dù thắng hay bại chàng cũng phải bình yên trở về nha. Lam Nguyên Sơn. Khoan đã, cô ấy không phải do ta giết đâu. Sát, Thừa Phong lúc này chỉ còn biết đến trả thù. Chứng cứ rành rành, cầm thú trả mạng lại cho cháu gái ta. Liệt ma tích lịch thủ. Không phân phải trái, đừng trách Lam mộ vô tình. Đại Phong Vân Thủ. Cuối cùng ta cũng hiểu tại sao ngươi lại đến trễ. Để đạt mục đích ngươi đã bán đi vợ của mình, thậm chí bạn của đồng minh cũng không tha. Thật quá ti tiện. Quân cầm thú không đáng để làm tôn chủ tứ đại gia. Chu Bá Vũ và Thừa Phong quen biết đã lâu, tình như thủ túc và cũng quen biết với Thái Vân nên thấy cảnh này cũng rất đau buồn và phẫn nộ. Đau buồn đến mức không còn biết đến vết thương lòng. Tức giận đến mức chỉ muốn thay trời hành đạo. Cuộc chiến giành ngôi vị tôn chủ lại biến thành trận đòi nợ máu. Không ai còn để ý đến ngôi vị tôn chủ sẽ thuộc về ai. Chỉ biết không phải ngươi chết, thì ta chết. Băng phong kiếm. Lúc này một mình Lam Nguyên Sơn phải đấu với ba đại cao thủ còn lại trong tứ đại gia. Hôm nay Lam mỗ sẽ đại khai sát giới. Cầm thú, kiếm này là dành cho Thái Vân. Trước khi hạ được các ngươi Lam mỗ sẽ không ngã đâu. Vừa trúng kiếm của Chu Bá Vũ xong giờ thì Thừa Phong lại tới. Cả hai lưỡng bại câu thương cùng chúng chiêu văng ra. Hoàng Thiên Tinh tuy nội công thâm hậu nhưng vì tuổi cao phản ứng chậm chạp nên thất bại trước tiên. Chu Bá Vũ trong trận đàm đình đã bị thương nặng, công lực tổn thất nhiều cũng không thể gắng gượng được. Lam Nguyên Sơn bị thương ngay chỗ yếu hiểm máu chảy như suối. Nếu không có khí hộ thể thì đã vỡ ngực rồi. Ân Thừa Phong tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng bị chấn động choáng váng đầu óc. Ta phải báo thù cho Thái Vân, thù chưa báo thì ta không thể ngã xuống. Quân cầm thú, xuống địa ngục cho ta. Chó điên không biết lý lẽ, có chết thì Lam mỗ sẽ chết chung với ngươi.
Nhào vô đi. Không kể đến thắng bại ra chiêu để quyết sinh tử. Ngừng tay, truy nhật. Truy mệnh cuối cùng cũng đến kịp. Có điều mọi chuyện đã không thể thu hồi lại được. Truy mệnh có sức ngăn cản hai người tàn sát nhau. Truy mệnh ư. Thoái công của truy mệnh tuy mạnh nhưng cũng phải quay tít trên không mới đỡ được liệt kình. Kình đạo mạnh ghê, nếu không ngăn trở chắc cả hai đều bị thương. Truy mệnh tránh ra, tên cầm thú này đã giết Thái Vân, hôm nay tôi phải lấy mạng hắn. Ngũ cô nương bị Lam Chấn chủ giết à? Đúng, trước khi chết Thái Vân còn khắc một chữ Tây, chứng cứ rành rành. Truy mệnh, ngươi nói đúng, hắn chính là tên dâm tặc, phải báo thù cho Thái Vân và Tiểu Diệp. Lam Chấn chủ, họ có nói oan không? Lam Mỗ không thẹn với lương tâm, ngươi muốn giết thì cứ ra tay. Tôi tin các hạ là trong sạch, vì tôi cho rằng hung thủ thật sự là người khác. Nói bậy, ngoài hắn ra còn có ai nữa chứ? Là ông ta. Hoàng Thiên Tinh này không biết có phải là Hoàng Thiên Tinh không? Số bổ đầu, ngươi là đồ ngậm máu phun người. Hừ, để chứng minh thì rất đơn giản. Để tôi sờ ra mặt của ông. Ngươi thực sự ép người quá đáng. Cẩu quan sai, ngươi bênh vực cho tên cầm thú đó, chắc chắn là đã bị hắn mua chuộc. Công công quá tức giận vì cái chết của Thái Vân này, thấy truy mệnh bênh vực Lam Nguyên Sơn nhịn không được nên ra tay. Lôi hộ pháp đừng quá kích động. Người muốn cứu tên dâm tặc thì phải hỏi lão tử đây. Hơ. Hê hê, hiếm khi thấy ngươi tự nạp mạng, chỉ có những kẻ ngốc mới không chớp lấy cơ hội này. Đường môn hành sự chỉ tính đến thành quả chứ không kể thủ đoạn. Cho đến bây giờ tôi mới biết mình là đồ ngốc. Ngốc đến chết. Huynh không ngốc, chỉ là quá chính trực thôi. Đường môn, Hoàng Thiên Tinh hóa ra ngươi là người của đường môn. Hắn không phải Hoàng Thiên Tinh, Đông Bảo Chủ có lẽ đã bị hắn hại rồi. Thông minh, nếu Hoàng Thiên Tinh còn sống thì sao ta có thể đoạt ghế Bảo Chủ? Ngươi là ai? Muốn biết thì mở to mắt ra mà xem. Toàn thân Hoàng Thiên Tinh co thắt lại biến hình. Hoàng Thiên Tinh vốn rất lùn thoát tay đã trở thành người vừa gầy vừa cao. Thuật luyện cốt. Thuật luyện cốt, ở nước Thiên Trúc có một môn thiền đạo. Người luyện thành có thể giãn co cơ bắp xương cốt thay hình đổi dạng. Có vậy mà đã thất sắc, nếu thấy mặt thật của ta chắc là hồn phi phách tán. Hê hê. Hê, tam bổ đầu có nhận ra ta là ai không? Hừ, gương mặt còn đáng sợ hơn ác ma nhưng giọng của ngươi làm ta nhớ đến Diệp Chu Nhan. Đừng nhắc đến cái thân phận vô dụng đó nữa, từ đây cho đến khi ngươi tắt thở cứ gọi tên thật của ta. Đứng đầu đường môn thất sát. Đường vô tướng. Để cải trang nên làm cho mặt mình không giống người không giống quỷ chắc cũng khổ tâm bái phục. Muốn thành đại sự khó tránh khỏi hy sinh. Không ngờ ngoài Tập Gia Trang và Tây Trấn cả đông đảo cũng có người của đường môn. Các ngươi có âm mưu gì? Ngươi nói nhiều quá rồi, giờ đến lượt ta. Sao ngươi lại khẳng định Lam Nguyên Sơn bị oan? Vì ngươi không phải Hoàng Thiên Tinh cả nên vẫn có sơ hở. Lão Hoàng uống rượu tâm tình càng buồn thì uống càng say. Ha ha, sơ suất uổng công bao nhiêu năm tâm huyết của ta, ai ngờ lại bỏ qua mất một tiểu tiết không đâu. Thân phận của ngươi chỉ làm ta nghi ngờ, điều làm ta tìm được manh mối là do ta chạy nhanh. Hả? Vì chạy nhanh nên trong thời gian ngắn có thể chạy được nhiều nơi, thu thập được nhiều tin tức, sau đó còn đến đây kịp để ngăn chặn tứ đại gia tàn sát lẫn nhau. Xem ra hai chân người hữu dụng thật. Cần phải biết đôi chân đó không chỉ dùng để chạy mà còn dùng để bắt hung thủ. Truy điện. Truy mệnh và đường vô tướng đã từng đấu với nhau nên đã biết rõ nội lực của đối phương nên ra đòn rất thận trọng. Truy mệnh đã biết đôi chân của đường vô tướng có bọc sắt nên chàng đâu thể dùng chân đối chân trực tiếp. Đừng tưởng ta lại mắc bẫy của người một lần nữa. Truy mệnh quả là nhanh như chớp. Nếu không muốn thất bại thì mau dở hết công phu ra. Ngươi đã muốn thì ta cho ngươi toại nguyện. Liệt ma tích lịch thủ. Xúc sinh, trả lại mạng của Thái Vân đây. Ân Thừa Phong nóng lòng phục thù nên bất chấp thương thế. Nôn nóng chỉ làm hỏng đại sự, cố nhịn một chút. Viễn Dương thần công. Một luồng khí nóng từ tay Lam Nguyên Sơn truyền sang, Ân Thừa Phong thấy dễ chịu vô cùng. Lam Nguyên Sơn.
Làm mỗ chỉ có thể làm như vậy, còn hồi phục được hay không là còn tùy vào bản thân các hạ. Đúng, giờ không phải lúc truy cứu ai đúng ai sai. Chúng ta có thể chết nhưng tứ đại gia không thể thành con rối trong tay kẻ khác. Vô Xương Quyết. Ngoài Lam Nguyên Sơn, Chu Bá Vũ cũng dốc hết sức tàn để giúp Ân Thừa Phong chữa trị. Thừa Phong hứa với hai vị là nỗi nhục của tứ đại gia chắc chắn phải dùng máu của súc sinh kia để rửa. Lúc này cả ba đều tỉnh ngộ, mới hiểu tại sao năm xưa tứ đại gia kết thành đồng minh bất phân ranh giới. Có điều giác ngộ này phải chăng đã muộn? Hừ, chiêu này không biết hắn học lỏm hay là được lão hoàng truyền dạy mà uy lực kinh hoàng không thể xem thường. May mà năm ấy mình giao lưu tâm đắc với lão hoàng nên biết được một số chiêu thức, nếu không cũng vất vả với hắn. Truy hận. Kình do hận, chiêu từ oán, hận thù càng nhiều thì uy lực càng mạnh, kẻ trúng chiêu không chết cũng trọng thương, nhưng trong lừa có lừa. Hỏng. Chạy suốt ngày đêm nên đôi chân ta đã không còn nghe lời rồi. Truy mệnh vì truy tìm hung thủ nên suốt đêm không ngủ bôn tẩu khắp nơi, rốt cuộc chàng đã làm những gì? Sau khi nói chuyện với Hoàng Thiên Tinh giả, truy mệnh chợt nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Truy mệnh chạy đến Bắc Thành tìm Chu Bá Vũ, cuối cùng Bá Vũ cũng kể ra toàn bộ câu chuyện ở Đàm Đình. Lạ thật, Lâm Nguyên Sơn đã ở Đàm Đình đến mấy ngày. Chắc chắn là muốn thắng bằng thực lực chân chính. Sao còn đem vợ ra để dẫn dụ Bá Vũ? Truy mệnh nghĩ thế liền quay lại Đàm Đình hỏi thăm tin tức. Quái nhân đó hả? Đương nhiên là tôi nhớ. Ông ta ngồi im như tượng đá từ sáng đến tối không hề động đậy. Cái đêm ta đuổi theo dâm tặc Nguyên Sơn đã ở đây, trừ phi người đó là giả nếu không sao gây án được. Công phu thật của dâm tặc là trường pháp bá đạo. Ngoài đại phong vân thủ còn có công phu của lão hoàng liệt ma tích lịch thủ. Để tìm ra chân tướng, truy mệnh đã không nghỉ ngơi chạy đến Đông Bảo. Nếu ta là Lam Nguyên Sơn, đã có hùng tâm thống nhất thì đâu có giở trò cưỡng gian vào lúc này. Cũng đầu mốc đến mức chỉ có vùng Tây Trấn là không thấy tung tích dâm tặc. Chuyện này chẳng phải là quá trùng hợp hay sao? Truy mệnh đột nhập vào Đông Bảo. Cuối cùng truy mệnh cũng tìm ra được thi thể của Diệp Chu Nhan. Đúng là xương ngực bị vỡ nhưng còn gương mặt bị phá sao không nghe lão hoàng nhắc đến. Diệp Chu Nhan sử dụng tẩu thuốc nhưng ngón tay của thi thể lại không có vết bỏng. Đây không phải là Diệp Chu Nhan. Diệp Chu Nhan bị giết là giả vậy Hoàng Thiên Tinh có vấn đề thật không? Dâm tặc, tứ đại gia tan vỡ, Hoắc Ngân Tiên dụ dỗ Chu Bá Vũ, Diệp Chu Nhan giả chết và lão hoàng. Ta cảm thấy chuyện này có liên quan đến nhau, phía sau chắc chắn có một âm mưu lớn. Phi tiễn của đại sư huynh. Hoắc Ngân Tiên và Đường Môn cấu kết với nhau vu cáo Lam Nguyên Sơn là dâm tặc, cần hành sự cẩn thận. Hóa ra là thế, mọi nghi vấn đã được sáng tỏ. Tứ đại gia gặp nạn rồi. Lúc này đôi chân của truy mệnh đã mệt mỏi bất kham, sức chiến đấu đã giảm sút đi nhiều. Tuy thể lực giảm nhưng dùng sự biến ảo của truy mệnh thoái có thể khắc chế trường pháp của hắn. Ha ha, cứ tưởng đề phòng được trường của ta là không thất bại, người ngây thơ quá. Tính giả hóa non, xú bổ khoái người chết chắc rồi. Lôi lân bá thoái. Đường vô tướng đột nhiên phát thoái công, cước pháp nhanh như chớp, truy mệnh không kịp đề phòng nên bị trọng thương. Thân hình văng đi như một quả bóng. Khinh địch là đại kỵ của binh gia. Lão tử đã đứng đầu đường môn thất sát chắc chắn phải có bản lĩnh hơn người. To be continued.